Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Làng nghề quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Chi trả tiền bồi thường làm đường Tân Phúc Võng Phan được gần 60% kế hoạch. Các địa phương tập trung gọi thanh niên khám tuyển nhập ngũ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 25. Sự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2023, giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt gần 580 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch. Giá trị thu trên 1 hectare canh tác ước đạt 245 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 88 triệu đồng một người trên năm. Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 0,87%. Năm 2024, huyện phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 10,33%, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt 250 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 0,7%. 24 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về giải pháp sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch các dự án lớn trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện tốt các nội dung trong quy hoạch cụm công nghiệp, khu đô thị, điểm dân cư. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới Tết Nguyên đán, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống Tết trồng cây thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh từng địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bắn pháo hoa, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên nhiều chủ vườn tại làng nghề quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu rất phấn khởi khi 60% các nhà vườn đã được các chủ thương lái đặt mua từ rất sớm. Giá quất cảnh năm nay cũng được người dân dự đoán sẽ khởi sắc hơn so với năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại làng hoa cây cảnh thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh của huyện Khoái Châu. Vào thời điểm hiện tại thì các nhà vườn đang rất khẩn trương chuẩn bị những cái công đoạn cuối cùng về chăm sóc quất để cho ra những sản phẩm với mẫu mã đẹp, đa dạng, phục vụ thị trường dịp Tết. Trên 20 năm kinh nghiệm với 6 sào trồng cây quất cảnh tại thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, anh Nguyễn cùng nhiều chủ vườn nơi đây năm nay rất phấn khởi, nhận tín hiệu vui khi vườn đã được thương lái đặt mua từ rất sớm. Nhiều kiểu dáng khác nhau, dáng lão, rồi dáng huyền, rồi thác đỏ, rồi là vân vân. Năm nào cũng thay đổi mẫu mã để bà con chơi, nó không bị nỗi. 60% là do nhà vườn người ta đã đặt mua hết rồi. Tùy theo loại, to nhỏ khác nhau, các mức giá khác nhau. Đầu sào, tổng thu nhập là cũng dao động từ 300 đến 350 triệu một sào. Thế này bà con năm nay cũng rất phấn khởi vì hàng nó chạy tay hơn mọi năm. Thì nhà vườn của tôi là bán hết 50% rồi. Cứ trôi đẹp đi như cái giá ban đầu này thì dân làng bà con năm nay cực kỳ phấn khởi luôn. Là thương lái có nhiều năm kinh nghiệm chọn cây quất cảnh phục vụ thị trường nhiều tỉnh trong cả nước. Năm nào chị Hường ở xã Thăng Lợi, huyện Văn Giang cũng về đây đặt cây. Nhiều khách hàng từ các tỉnh cũng không ngại đường xá xa xôi về thôn Thiết Trụ mua cây chơi Tết. Tết hàng năm thì tôi cũng mua được khoảng 400-500 cây, thì có năm 700-800 cây. Tôi thì năm nào cũng về Thiết Trụ để ngắm quất, mua tặng cho mọi người trong nhà. Quất ở Thiết Trụ này thì rất là ưng, thế rất là đẹp, to, đều, giá cũng đẹp. Xã Bình Minh hiện có hai thôn là Thiết Trụ và thôn Đa Hòa, có các hộ trồng quất, trong đó năm 2021, thôn Thiết Trụ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là nghề quất cảnh với gần 1.000 hộ làm nghề.
việc phát triển thương hiệu cũng như tiêu thụ sản phẩm được xã thường xuyên quan tâm. Khuyến khích hội viên nông dân mở rộng quy mô cũng như là diện tích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên nông dân trau dồi kinh nghiệm, tạo ra được những sản phẩm độc đáo và đa dạng để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Luôn thay đổi mẫu mã cũng như kiểu dáng mỗi năm cùng với quy trình kỹ thuật chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ nhằm đáp ứng theo nhu cầu của người chơi quất. Làng nghề quất cảnh thôn Tiết Trụ nói chung và cây quất cảnh xã Bình Minh nói riêng đang dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, lựa chọn chơi vào mỗi dịp Tết. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024, phấn đấu đạt gần 33.000 tỷ đồng. Theo đó, năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 32.800 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 29.000 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 3.700 tỷ đồng. Để đạt kết quả trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng sở ban ngành cơ quan các huyện, thị xã, thành phố, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau, dành nguồn thu để chi phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời tiết kiệm 10% số chi thường xuyên và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư chuyển sang nếu có. Sau hơn 3 tuần tập trung chi trả bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường Tân Phúc – Võng Phan, đến ngày 16 tháng 12, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và các huyện Ân Thi, Phổ Cừ đã chi trả được gần 370 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Trong đó, huyện Ân Thi đã chi trả được hơn 170 tỷ đồng. Một số xã như Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ và Đa Lộc đã hoàn thành chi trả. Đối với huyện Phù Cừ, hiện chi trả được hơn 125 tỷ đồng, huyện Tiên Lữ được gần 40 tỷ đồng, chủ yếu là đất trồng lúa. Trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục chi trả các hộ dân trên địa bàn các xã còn lại. Cùng với công tác chi trả đền bù đất nông nghiệp, chủ đầu tư và hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện đang cùng các xã hoàn thiện chi tiết để chi trả tiền đền bù diện tích đất ở cho các hộ dân. Đây là dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, thì chủ tư Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp tích cực 13 địa phương Ân Thi, Tiên Nữ và Phục Cơ với sự nỗ lực cao của các địa phương trong thời gian ngắn thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, thì các địa phương đã cơ bản đạt được 60% diện tích mà mặt bằng bàn giao cho dự án. Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán thì các địa phương đang tập trung phê duyệt các cái phương án để bồi thường hỗ trợ công tác di chuyển mồ mả, đáp ứng kịp thời công tác di chuyển trong theo phong tục tập quán của nhân dân. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan là đường cấp 3 đồng bằng, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, tổng chiều dài hai đoạn tuyến là hơn 28 km. Với quyết tâm di chuyển toàn bộ các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành Đai 4, những ngày qua, xã Vĩnh Khúc đã nỗ lực tập trung nguồn lực, phối hợp với đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng bể mộ để nhân dân di chuyển mộ đảm bảo kế hoạch đề ra. Xã Vĩnh Khúc có hơn 1.300 ngôi mộ phải di rời để xây dựng đường Vành Đai 4. Ngay sau khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng mở rộng nghĩa trang thôn Vĩnh Bảo, ngày 14 tháng 12, xã thi công hạ tầng nghĩa trang mới. Đây là khu nghĩa trang được xây dựng trên diện tích gần 1,1 hectare để di chuyển cho khoảng 1.000 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ngoài huy động tối đa máy móc để san lấp mặt bằng, hiện đơn vị nhà thầu là Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Long đang tập trung gần 700 công nhân lao động để xây dựng hết các bể mộ. Thời hạn hợp đồng là 20 ngày để hoàn thành xây dựng 1.000 bể mộ tại khu nghĩa trang này, nhưng đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành trong vòng hơn 10 ngày. Trước đó, xã Vĩnh Khúc đã hoàn thành xây dựng gần 500 bể mộ tại nghĩa trang mở rộng thôn Khúc Lộc. Dự kiến đầu tuần sau, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc cùng với nhân dân địa phương thực hiện các nghi thức để di chuyển các phần mộ về nghĩa trang mới và nghĩa trang mở rộng để bàn giao mặt bằng xây dựng đường Vành Đai 4.
Để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 13 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực bố trí hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước gắn với cơ chế chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội để trùng tu tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, chống xuống cấp các di sản văn hóa, di tích lịch sử đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia cấp tỉnh. Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực văn hóa du lịch, triển khai thực hiện các quy hoạch chương trình dự án về văn hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là dự án phục dựng và xây dựng đô thị cổ Phố Hiến, hình thành không gian kiến trúc hài hòa thống nhất và xây dựng các điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, tăng cường hợp tác về phát triển văn hóa du lịch với các địa phương và doanh nghiệp, quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch và xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tuyên truyền giới thiệu quảng bá các di sản văn hóa, di tích lịch sử. Thưa quý vị, tiếp tục với khẩu hiệu tuyên chiến với tiêu cực trong tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, các địa phương đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đảm bảo công minh, công bằng, không bỏ sót, làm cơ sở tuyển chọn các thanh niên có sức khỏe tốt nhất nhập ngũ năm 2024. Ngay đầu giờ buổi sáng, 100% các thanh niên trong độ tuổi của cụm 5 xã phía Nam thành phố Hưng Yên có lệnh gọi đều đã có mặt đầy đủ để tham gia khám tuyển. Cơ bản các thanh niên đều rất hồ hởi với tư tưởng sẵn sàng nhập ngũ. Lãnh đạo chủ chốt các địa phương cũng có mặt để động viên, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác này. Xác định đây là một nhiệm vụ hàng đầu của chính trị của địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024. Do vậy mà Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng tôi đã có các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo. Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng cụ quân sự xuống tận hộ gia đình có nam công dân khám tuyển và đã động viên các cháu đến khám tuyển đầy đủ. Khó khăn lớn nhất trong những năm vừa qua là thanh niên trong diện tạm miễn hoãn nhiều, tỷ lệ sức khỏe yếu, về mắt cao. Khắc phục khó khăn này, các địa phương đều đã có các biện pháp từ sớm, từ xa. Cụ thể như nắm và quản lý nguồn từ độ tuổi 16-17 và những thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có biện pháp cụ thể với những thanh niên đi làm ăn xa từ sớm, phối hợp chặt chẽ để đưa vào danh sách gọi tuyển đối với những trường hợp có ý định né tránh chuyển khẩu đi nơi khác, hạn chế thấp nhất việc cố tình xăm trổ, tạo cớ để trì hoãn. Nhờ đó, ngay từ khi sơ tuyển, tỷ lệ thanh niên nhận lệnh gọi và chấp hành đến khám khá cao. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để các thanh niên có cái tư tưởng tốt để chấp hành một nghĩa vụ quân sự, thành lập các cái tổ rà soát để phúc cho nguồn, để chạy làm sao đảm bảo cái công tâm khách quan, thì đã có khoảng 90% các thanh niên đã lên sơ tuyển. Hội đồng nghĩa vụ quân sự là phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách đến từng công dân đủ điều kiện để khám tuyển cũng như là làm các bước tiếp theo, quản lý chặt quân số, mọi gì biến động thì đều phải báo về hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã. Tập trung vận động tuyên truyền để các cháu lên đường nhập ngũ. Các cháu nào mà không thực hiện, cố tình trốn tránh thì sẽ xử lý theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Các cháu nào ăn xa thì cho anh em trinh sát để nắm bắt các cái trường hợp đấy ở đâu, chúng tôi sẽ đến tận nơi làm việc của các công dân đó để mời về khám tuyển. Đến nay cơ bản các địa phương đều đã hoàn thành việc khám tuyển, tỷ lệ thanh niên nhận lệnh khám, chấp hành, đến khám đạt trung bình 90%. Các địa phương đang tiến hành tổng hợp hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho phát lệnh gọi nhập ngũ. Chỉ đạo cơ sở, rồi hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp sẽ quản lý chặt chẽ cái số công dân đã trúng tuyển đủ điều kiện để thực hiện các bước tiếp theo. Cán bộ phụ trách địa bàn cũng như là ban chỉ huy quân sự của các xã thị trấn để tiến hành thâm nhập, chủ động thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo theo cái kế hoạch trong cái quy trình tuyển chọn gọi quân dân nhập ngũ, phấn đấu là hoàn thành thắng lợi cái chỉ tiêu giao quân năm 2024. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, các địa phương tiếp tục đôn đốc thanh niên tiếp tục đi khám tuyển bổ sung, chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 10 tháng 2 năm 2024. Chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể. Việc chuyển đổi số tại các hợp tác xã nông nghiệp giúp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,
chủ động tham gia vào chuỗi giá trị, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, ghi nhận tại một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây nhá, cây đây nhá, Phát Tài mới về đây kia chị nhá. Đây nội thử ra một cây cho chị xem à. Đấy. Ok, 10 cây. Đây, Phát Tài nhiều nhánh đây. Việc livestream bán hàng hay bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đã trở thành việc làm không thể thiếu với gia đình anh Tuấn Anh nói riêng và các thành viên trong hợp tác xã Hoa Cây Cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang nói chung trong những năm trở lại đây. Là nơi chuyên cung cấp hoa và cây cảnh cho thị trường các tỉnh trong nước, từ khi thực hiện các giao dịch điện tử, gia đình anh Tuấn Anh cũng như các thành viên trong hợp tác xã đã thực hiện các giao dịch mua bán được thuận tiện hơn. Qua cái phương tiện về mạng xã hội thì họ có thể đặt hàng được luôn. Làm việc như vậy thì tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên. Nhất là những cái tháng Tết, những cái tháng cao điểm về bán hàng đấy thì thời gian là rất là quan trọng, lại phải tận dụng cái đó. Cái doanh số mà bán hàng qua mạng xã hội thì chiếm khoảng từ 40 đến 50% doanh thu của cửa hàng. Hợp tác xã rau củ quả An Toàn Văn Giang hiện có 24 thành viên với diện tích gần 50 hectare, chuyên về các loại trái cây như là cam, bưởi, ổi, hồng xiêm và một số loại rau củ theo mùa. Được thành lập từ năm 2017 đến nay, hợp tác xã đã tham gia hệ thống hicheck.net.vn cho các sản phẩm rau củ quả của hợp tác xã. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thông tin về quy trình sản xuất, hạn sử dụng, từ đó khách hàng có thể yên tâm về sản phẩm. Nhờ vậy mà việc tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã đã trở nên dễ dàng hơn. Trước đây các thành viên trong hợp tác xã có thể thu nhập mà chỉ có từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu trên một tháng, nhưng mà bây giờ có thể sau chuyển đổi số thì thu nhập đã lên tới 6 đến 7 triệu. Hiện nay toàn tỉnh có 480 hợp tác xã và 431 tổ hợp tác đang hoạt động, thu hút trên 72.000 thành viên tham gia. Trong đó chiếm tỷ lệ lớn là các hợp tác xã nông nghiệp. Nhờ áp dụng công nghệ số, các hợp tác xã đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, liên kết tìm kiếm thị trường, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó nhiều sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương phát triển theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên việc chuyển đổi số tại các hợp tác xã diễn ra còn chậm, thiếu tính chiến lược. Thế nhiều hợp tác xã thì hiện nay thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc áp dụng cái chuyển đổi số. Một phần nguyên nhân là vì cái năng lực nội tại của các hợp tác xã hiện nay, nhất là các hợp xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp, rất là yếu. Đấy. Họ không có tiền để mà thực hiện cái nhiệm vụ này. Thứ hai nữa là cái trình độ của cái đội ngũ cán bộ quản lý điều hành cũng như chuyên môn nghiệp vụ trong các hợp tác xã hiện nay thì cũng còn rất là yếu. Thế cho nên là cái việc sử dụng công nghệ mới, sử dụng các cái phương tiện thiết bị liên quan đến chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ này là còn phải bồi dưỡng. Ngày 3 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành chỉ thị số 19 CTTTG về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Theo đó sẽ tăng cường các nguồn lực kết nối các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế hợp tác xã chuyển đổi số, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số. Đồng thời có cơ chế chính sách quy định cho việc chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Đây hứa hẹn là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại các hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế số của địa phương. Với tinh thần chia sẻ, liên kết, trợ giúp cho các gia đình học viên đang cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện, sáng nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt 150 gia đình có con em đang điều trị nghiện tại cơ sở. Tại đây, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy xây dựng kế hoạch cai nghiện, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác cho người nghiện ma túy, giáo dục tư vấn phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Các thân nhân gia đình đã có nhiều ý kiến mong mỏi giữa gia đình và cơ sở về phương pháp quản lý điều trị sau cai nhằm nâng cao nhận thức hiệu quả phòng ngừa cai nghiện ma túy, nhằm giảm tác hại của việc sử dụng nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.